Chắc mọi người còn nhớ đến cô bé còi kẹt, hiếu học, phải luôn nghỉ học để đi bệnh viện chăm sóc mẹ bị mù, suy tim suy thận. Trong bài viết, nguy cơ bỏ học của em học sinh nghèo, mồ côi, mẹ bị mù và lâm trọng bệnh. Vâng, đó là em Nguyễn Thị Thu Thảo, học sinh lớp 8A2 trường trung học cơ sở An Tiến. Căn nhà gạch tồi tàn, nệm khiết sau những bụi xả lầm cay, béo dáng người phụ nữ, 44 tuổi mà tưởng chừng như hơn 60 đang ngồi trên võng, ánh mắt liếc liên hồi nhưng lại không thấy gì. Khuôn mặt chi chít những nếp nhăn khắc khổ, mái tóc trắng bạc nhuốm màu khó khăn của cuộc đời. Đây là lần đầu tiên chúng tôi quay được cảnh có cả hai mẹ con em ở nhà, vì phần lớn thời gian của em phải ở bệnh viện để chăm sóc mẹ hoặc đi học. Hướng mắt về những luồng khói, chúng tôi thấy cô học trò còi kẹp hồn nhiên đang thổi lửa nấu cơm. Mẹ bị mù nên mọi việc trong nhà Thảo đều gánh vác. Trước đây có một lần mẹ em lò mò xuống nhóm lửa, củi dưới bếp không cháy mà xém xíu nữa là cháy luôn cả nhà. May mà em về phát hiện kịp. Từ đó em luôn tự nhủ sẽ cố gắng hết mình để mẹ không khổ nữa. Khói làm mắt em cay, nhưng em hứa với chính mình sẽ không bao giờ khóc. Với em, chỉ khóc vì thương mẹ mà thôi. Bữa trưa hôm nay chỉ có chút canh rau má, chẳng có thịt, chẳng có cá, mà nó với gia vị bột nêm. Đó là thứ đã gắn bó với em và mẹ bao ngày. Lo nấu ăn xong, Thảo tranh thủ chút ít thời gian để học bài và làm bài tập. Ghép học tập của em rất đơn giản, chỉ là một cái bàn nhỏ, sách vở bỏ trong những vỏ thùng mì tôm. Em luôn tự học và luôn hỏi các bạn về những kiến thức không được học trong lớp chăm sóc mẹ ở bệnh viện để bắt kịp bài học trên lớp. Vâng, chào cô Dung. Cô hãy cho quý khán giả biết về hoàn cảnh của gia đình mình nó như thế nào. Tôi hầu giờ tôi cũng bệnh hoạn, cũng bệnh hoạn, nghèo khổ, đeo ôm, nghèo đâu không có ai hết á. Không có ai đưa vào bệnh viện. Bệnh viện có con lo. Giờ nhà nghèo đơn không có ai. Giờ cũng nhờ các tình thân cũng giúp đỡ thôi. Giờ tôi coi em vậy thôi, không biết nói sao. Hiện tại là cô đang bị những thứ bệnh gì? Bệnh bị suy tim với suy thận, bị nám thận. Rồi có hay nằm viện không? Không ai nuôi của mẹ. À, nghĩa là mình hoàn cảnh mình nó quá khó khăn nên là giờ với lại là không có người chăm sóc nên là cũng không thể đi nằm viện được. Rồi cái cuộc sống hàng ngày của cô là hiện tại là cô đang bị mù, thì cuộc sống của cô như thế nào? Cô hãy cho quý khán giả biết cái. Lệnh sẵn nhà cái này em diễn bỏ tẹt không dám làm gì. Mình làm nấu cơm được, tao không nấu chứ cũng không tay đường. Cái điện được đấy nấu. Rồi bây giờ cô bị bệnh như thế là việc học tập của em Thảo nó như thế nào? Hiện giờ cứ tự do ấy nó hẹp chứ bây giờ cũng không biết làm sao. Thì cũng cứ nhà nước cho con tháng trên 8 vậy cũng nhìn. Thì anh ơi nói vậy những kiến cho nó ăn thì nó hẹp. Thế bây giờ biết làm cái gì? Rồi trường hợp của mình có được chính quyền địa phương hay các cấp các tổ chức từ thiện tới thêm hay là tặng quà nào chưa? Không, như lúc bữa cũng cho gạo cho dầu ăn rồi ấy. Nói chung là cũng có nhưng mà gọi là chỉ hỗ trợ một phần nào đó chứ không hỗ trợ nhiều cho mình được. Đúng rồi. Rồi em có một lần nhá. Dạ. Yeah. Bây giờ về với Thảo. Thì khi mẹ bị ốm như thế này thì con thấy việc học tập con nó như thế nào? Con thấy con mẹ cũng bình thường, nhưng mà con mẹ ốm con gọi mẹ, con lo cho mẹ nhiều lắm. Con thấy mẹ bệnh, con chăm cho mẹ, con cũng lo gì mẹ của con. Rồi cái những lúc mà con đi chăm sóc mẹ ở bệnh viện thì con có mang theo sách để học tập không? Dạ có. Rồi con hãy nói về cái
cái ước mơ của con sau này như thế nào? Mai mốt còn lớn, còn nếu mà con học giỏi con làm bác sĩ, tại bây giờ con gái mẹ con bệnh, nói nhiều người nó bệnh rồi con kém nào nữa. Mai mốt còn lớn con làm bác sĩ, con giữ đại dương lớn nào. Thì bây giờ cái để thực hiện ước mơ của mình á, thì con biết con sẽ làm gì không? Bây giờ con sẽ ráng hẹp để nuôi mẹ. Mình mốt lớn cũng làm. Căn nhà em đang ở được xây từ rất lâu, vết nứt ở tường ngày càng nhiều. Trời nắng thì rất nóng, trời mưa thì dột ở khắp nơi, vì mái nhà đã hiện lên những vết nứt dày và lớn. Nhiều chỗ trời mưa nước chảy như vòi nước đang mở. Trong nhà không có gì đáng giá, đến cái tivi bị hư cũng chưa sửa được. Quần áo em đang mặc là do người ta thấy hương quá mà thôi. Còn quần áo đến trường do các bạn trong lớp góp tiền mua tặng. Tôi là giáo viên chủ nhiệm, cô anh Thảo. Anh Thảo với cái điều kiện này, gia đình này, hộ nghèo và đặc biệt khó khăn, mẹ của anh Thảo bị mù và bị đeo những mũi tiếng nhàn như là bệnh tim và suy thận. Và cái vấn đề của em Thảo, việc vừa học tập vừa chăm lo chăm sóc gia đình đó, thì em Thảo rất nặng. Em một người học sinh hiếu học và hiếu thảo với cha mẹ, tham học còn hiếu thảo với cha mẹ. Em ngoài cái việc học trong nhà, em còn về nhà lo cơm nước, lo cho mẹ giặt giũ. Và nhiều lần để em Thảo khi đi bệnh viện em cũng bỏ học và được nhờ bạn bè giúp đỡ. Đồng thời lớp cũng có những cái đợt quyên góp và để hỗ trợ cho em, đặc biệt là những cái bạn gần nhà học giỏi học khá và hỗ trợ em tạo cho em học tốt. Hiện nay em Thảo đang học trong lớp và em cũng rất chăm học. Ngoài ra em Thảo rất mong muốn các quý cấp và các cái mạnh thường quân giúp đỡ em để chữa bệnh cho mẹ khỏi bệnh và em lo công việc học tập đến nơi đến chốn. Với em, mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Em vui vì đó là nơi em được sống trọn vẹn với tuổi thơ, tuổi học trò của mình, được gặp bạn bè, được chia sẻ bao tâm sự mà bấy lâu nay em giấu kín. Nhưng quan trọng nhất, đó là nơi giúp em thực hiện được ước mơ của mình là trở thành bác sĩ để sau này chữa bệnh cho mẹ. Dẫu biết con đường phía trước sẽ rất dài và đầy chông gai, nhưng em vẫn cứ đi, vẫn lạc quan, yêu đời. Nụ cười trên môi vẫn nở rộ trên những nẻo đường đời. Tương lai phía trước đang đứng đó đợi em, chờ em vươn cánh tay tri thức để nhận về những ước mơ hiện thực của mình. Những lúc mẹ ở nhà, dù nắng hay mưa, cô học trò bé nhỏ ấy vẫn cố gắng đi học đều đặn. Bóng dáng quay tròn theo, bánh xe đang chậm chậm lăn bánh trên đường. Con đường đến trường, mái trường tri thức vẫn đang mở toan cánh cửa để đón em bước vào. Hôm nay em đi học, cũng giống như ngày đầu tiên đến lớp vậy, niềm vui không thể tả xiết trong em. Ghế đá dưới sân trường, hàng cây me tay, những bồn hoa rực sắc đang nghi ngã vẫy tay đón chào. Lớp hôm nay cũng rộn rã hẳn lên vì lại được học chung với cô học trò nghèo hay cười còi kẹp nhất lớp. Những gì không hiểu, Thảo đều được bạn bè chỉ bảo tận tình. Các giáo viên bộ môn cũng tranh thủ những giờ nghỉ giải lao để ôn lại bài cho em để bắt kịp kiến thức với lớp.
được đi học, được gặp bạn bè dường như đã tiếp cho em sức mạnh, đập tan đi mọi buồn phiền. Nụ cười lại nở rộ trên môi với bao niềm tin và hy vọng chiến thắng cuộc đời. Trong thời gian thực tập cùng với bạn Thảo, nhà bạn Thảo nghèo, tính tình rất là hiền, luôn cố gắng đi học thường xuyên. Trong thời gian mẹ bạn bị ốm nằm ở nhà để xếp cho mẹ, thì bạn luôn nhờ chúng em chép bài để sau này để tiếp. Thảo là một bé nhỏ, Thảo ở với mẹ bố thì bỏ đi xa từ Thảo. Lúc nhỏ, Thảo ở với mẹ trong một căn nhà ở bên khu C. Nhà do nhà nước xây. Em thấy hoàn cảnh của Thảo như thế nào? Thảo là một nhà Thảo nghèo, mẹ Thảo bị mù và bị mắc những cái bệnh nan y. Còn Thảo ở trong lớp như thế nào? Lớp Thảo hiền, Thảo chăm hẹp nhưng mỗi lần mẹ bị bệnh Thảo phải ở nhà để chăm sóc mẹ, không đi học. Rồi lớp mình có những cái hướng gì để giúp đỡ Thảo? Mỗi khi Thảo không đi học thì lớp thường tới nhà của Thảo để lấy vở về chép bài và lớp còn quyên góp một ít tiền để chữa cho mẹ. Em có đôi lời gì gửi đến các mạnh thường quân để giúp đỡ cho Thảo không? Dạ, em muốn mọi người hãy cùng nhau giúp đỡ Thảo để Thảo có thể được đi đến trường từ đa cho đến đó. Thảo là một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Mẹ thì hoàn cảnh thì chỉ có hai mẹ con. Mẹ thì bị mù, suy tim, suy thận. Em một buổi đến trường và một buổi phải đến bệnh viện để mà chăm sóc mẹ. Về phía nhà trường thì thời gian qua cũng đã tạo mọi điều kiện để giúp đỡ em thông qua các phong trào giúp bạn vượt khó, kêu gọi công chức viên chức nhà trường đóng góp. Tuy nhiên cái quỹ đóng góp này nó cũng chưa được nhiều. Vậy nhân đây tôi cũng thay mặt ban đại nhà trường kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân giúp đỡ để em tiếp tục được đến trường. Sẽ còn rất nhiều khó khăn nữa em sẽ phải trải qua. Có niềm tin thôi chưa đủ, mà còn có sự quan tâm, chung tay giúp đỡ của mọi người để em có tiền chữa bệnh cho mẹ, để theo đuổi ước mơ đến lớp, ước mơ được làm bác sĩ của mình. Qua đây, tôi rất mong nhận được sự chung tay của cả cộng đồng giúp đỡ cho em, để em vượt qua những khó khăn, thử thách ban đầu, để thực hiện được ước mơ của mình.